Ông Menachem Haberman, 95 tuổi, là nạn nhân sống sót ở trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, đã không cầm được nước mắt khi tháo kính thực tế ảo sau khi trở lại trại tử tần khét tiếng này bằng công nghệ. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ. Vâng, tôi cảm thấy như tất cả điều đó quay trở lại trong đầu tôi. Được sự động viên của gia đình, ông Haberman đã tham dự buổi chiếu thực tế ảo của bộ phim Chiến thắng tinh thần 360 độ, một bộ phim thực tế ảo mang đến cho người dùng trải nghiệm đến thăm trại tử thần của Đức Quốc xã trước đây mà không cần phải tới Ba Lan. Đối với ông Haberman, những hình ảnh trong thực tế ảo chính là thực tế đen tối của chính ông khi ông bị đưa đến trại tập trung Auschwitz vào tháng 5 năm 1944 trên một chuyến tàu chở gia súc. Mẹ và 6 anh chị em của ông bị hành quyết bằng khí độc trong phòng kín, còn ông may mắn sống sót trong cuộc hành quân tử thần năm 1945. Ông và các tù nhân khác bị đưa đến trại tập trung Buchenwald, được quân đội Mỹ giải phóng vào năm 1945. Khi được trả tự do, ông Haberman mắc bệnh lao và chỉ nặng 34 kg. Thực tế ảo đã đưa ông quay trở lại những tháng ngày đen tối đó. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại khoảng thời gian đó, ngay từ khi bắt đầu đeo kính. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy những thứ này, và tôi nhớ lại những điều mà cho đến nay tôi không thể nào quên. Cách mà chúng tôi đi bộ và đến trang trại tập trung Auschwitz và cách họ thực hiện hành quyết khi đưa tù nhân vào phòng kín để bơm khí độc. Mẹ và 6 anh chị em tôi đã chết tại đó. Tôi nhớ có 3 bậc thang và ở bên cạnh có một chiếc ghế dài nơi chúng tôi đặt các thức ăn mà họ mang đến. Tôi cũng nhìn thấy bức tường chết chóc nơi mọi người đứng dàn hàng ngang ở đó và bị bắn. Khi thế giới vừa kỷ niệm 78 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz, Tổ chức Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái Thế giới đã báo cáo về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn cầu, ghi nhận các bài phát biểu bài Do Thái trên mạng xã hội ngày một xuất hiện nhiều. Nhưng công nghệ đang chứng minh rằng công nghệ mới cũng có thể là một động lực giữ cho những ký ức xưa cũ tồn tại. Thông qua thực tế ảo, người dùng được quay trở lại một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người. Hơn 1,1 triệu người, khoảng 90% trong số đó là người Do Thái, đã bị giết hại tại trại tập trung Auschwitz, một trong những mạng lưới trại tập trung do Đức Quốc xã điều hành trên đất Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bên trong kính thực tế ảo, người xem được tìm hiểu về người Do Thái Ba Lan trước thảm họa diệt chủng, thăm trại tập trung Auschwitz và Birkenau của Đức Quốc xã và nhà nước Do Thái Israel khi mới được thành lập lại, cùng với những câu chuyện về những người sống sót sau thảm họa diệt chủng. Bạn sẽ thấy những nạn nhân đi cạnh họ. Tôi không biết giải thích điều này như thế nào, nhưng bạn cần phải xem bộ phim này. Và khi bạn xem, bạn sẽ cảm nhận được nó giống như cơn ác mộng mà bạn muốn thoát ra ngay lập tức. Chị Miriam Cohen, nhà làm phim, người đồng sáng tạo bộ phim thực tế ảo này, cho biết các thế hệ trẻ sẽ không thể được trực tiếp nghe về những điều khủng khiếp của những năm tháng đó từ những người sống sót khi họ ngày một già đi và sẽ qua đời. Công nghệ mới có thể là cách để lưu giữ những câu chuyện của họ và đảm bảo rằng chúng sẽ chạm được đến trái tim và khối óc của giới trẻ. Thực tế, đây là công nghệ hàng đầu và những người trẻ tuổi đang sử dụng công nghệ này. Điều đó giúp chúng tôi thu hút sự chú ý của họ và sau đó khi họ đeo những chiếc kính thực tế ảo vào, thế giới đó sẽ là của họ tự do khám phá. Ước tính, 2/3 số lượng người Do Thái ở châu Âu đã bị giết hại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, để cuộc thảm sát trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cho một dân tộc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dân tộc Do Thái luôn có sức sống lâu bền và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rằng bây giờ chúng ta đang ở thời điểm mà ký ức đang chuyển sang lịch sử, và vì điều này, tôi đã làm bộ phim này với công nghệ thực tế ảo để đưa thảm họa diệt chủng người Do Thái trở lại. Và tôi muốn bộ phim tiếp cận được tất cả những người Do Thái trên toàn thế giới trước tiên, sau đó là những người không phải là người Do Thái, để kể lại những gì đã xảy ra và để những điều này không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai nữa, không chỉ với những người Do Thái. Không chỉ ngược về quá khứ, công nghệ thực tế ảo có thể đưa chúng ta thoát khỏi môi trường thực tại để đến với những vùng đất xa xôi. Du hành ngoài vũ trụ, chiến đấu sinh tồn, chúng ta có thể trải nghiệm tất cả những hoạt động này bên trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng công nghệ thực tế ảo không chỉ có tiềm năng như vậy. Hiện nay, nó còn được ứng dụng phổ biến trong tâm lý học như một công cụ nghiên cứu ở các lĩnh vực như chứng rối loạn lo âu xã hội, quá trình đưa ra quyết định và phản ứng cảm xúc. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã sử dụng thực tế ảo để khám phá tâm lý và dự đoán hành vi của người dùng.
Chúng tôi đặt mọi người vào một tình huống làm việc nhóm, nơi họ phải tìm ra những việc cần làm và cách thực hiện. Chúng tôi tạo ra môi trường khác tập trung hơn vào mỗi cá nhân, nơi họ phải thể hiện tính cách và hòa nhập. Và đó là một môi trường cạnh tranh, nơi tất cả chỉ xoay quanh việc người tham gia sẽ hành động như thế nào để thành công. Theo đó, Jensen Ed, một doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại London, thủ đô Vương quốc Anh, đã tiến hành thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo và các giao diện thực tế ảo để biểu thị và đánh giá các mẫu hành vi của con người trong các tình huống đặc biệt. Thông qua việc mô phỏng các tình huống và thu thập dữ liệu, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ đánh giá và phân tích tác động của sự thay đổi môi trường, áp lực tới khả năng xử lý vấn đề của con người, từ đó đưa ra đánh giá sức khỏe tâm thần. Nền tảng của Jensenet cho phép 20 người tham gia vào một kịch bản thực tế ảo trong bối cảnh tương lai, nơi họ có thể hợp tác với nhau trong các nhiệm vụ được đặt ra để giải quyết vấn đề. Theo bà Jenna Davidson, việc phải nhập vai trong môi trường thực tế ảo như thật và áp lực do nhiệm vụ tạo ra sẽ giúp các cá nhân bộc lộ hành vi của mình. Nền tảng cho phép tập hợp mọi người trong thế giới ảo và công nghệ thực tế ảo được sử dụng để thay đổi môi trường sinh hoạt, gia tăng áp lực, thay đổi cách mỗi cá nhân giải quyết vấn đề. Nó sẽ cho thấy cách mọi người tương tác và sử dụng thực tế ảo như thế nào. Chìa khóa cho cách tiếp cận của Jensenet là những bài kiểm tra tâm lý được đưa vào các tình huống thực tế ảo. Chúng được anh Brian Barnes, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của Jensenet và cũng là giáo sư tâm lý học tại Đại học North Carolina Wilmington đồng phát triển. Tâm lý học về cơ bản là khái niệm về đặc điểm tính cách của con người, những thứ như mức độ tận tâm của một người nào đó, họ có xu hướng làm việc hiệu quả như thế nào, họ dễ chịu như thế nào, họ tin tưởng người khác như thế nào. Qua tương tác thực tế ảo, chúng tôi nghiên cứu cách xác thực để hiểu về cách họ có xu hướng cư xử trong từng trường hợp. Chúng tôi có thể cố gắng dự đoán hành vi trong tương lai của mọi người. Dự đoán cách cá nhân có khả năng ứng xử trong môi trường làm việc có thể giúp nhà tuyển dụng xác định ứng viên phù hợp cũng như mục tiêu phát triển cho nhân viên. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn đặt mọi người vào một không gian an toàn về mặt tâm lý, nơi bạn mong đợi họ cởi mở, thể hiện điểm mạnh của mình. Vì vậy, những gì chúng tôi tạo ra cho phép mọi người tự do thể hiện mình là ai. Đúng như vậy, không phải là nhập vai, hoàn toàn là bạn mà thôi. Nó cho thấy bạn phản ứng như thế nào trước áp lực. Nó cho thấy bạn có phải là người giao tiếp tốt hay không. Nhưng quan trọng hơn thế, đó không chỉ là việc tham gia vào những trải nghiệm này, đó là cuộc thảo luận mà bạn có khi phải tháo kính thực tế ảo ra và ngồi lại cùng nhau nói chuyện. Vì vậy, nó cho phép bạn tạo ra một không gian nơi mọi người có thể đặt những câu hỏi hay và chia sẻ thông tin về những gì họ vừa trải qua. Điều này thực sự áp dụng được cho thế giới thực. An toàn tâm lý thực sự là chìa khóa trong môi trường ngày nay, và đây là một công cụ tuyệt vời để thiết lập môi trường đó để có các cuộc thảo luận an toàn hơn. Nền tảng này có một số kịch bản, bao gồm cả những kịch bản tập trung vào các vấn đề như hòa nhập, hợp tác nhóm. Tất cả các kịch bản đều ở bối cảnh tương lai với mô phỏng tàu vũ trụ Apollo đưa con người lên một căn cứ trên sao Hỏa. Bà Jenna Jefferson cho biết bối cảnh này được đưa ra một cách có chủ đích để tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi người. Trong số này, ai đã từng lên vũ trụ? Chúng tôi đang đặt một nhóm người vào tình huống mà phần lớn không ai trong số họ từng rơi vào trước đây, và do đó tất cả họ bắt đầu ở cùng một nơi, cùng một điểm xuất phát để có thể cùng nhau giải quyết mục tiêu. Bà Jenna cho biết thêm, phần lớn các nhóm đã thất bại trong việc giải quyết nhiệm vụ ở lần mô phỏng đầu tiên, và chỉ sau khi tháo kính thực tế ảo ra và nói chuyện với nhau, các chiến lược hợp tác và giải quyết vấn đề mới xuất hiện. Nhìn chung, cách mọi người cư xử trong môi trường thực tế ảo có thể cung cấp bằng chứng rõ nét về tính cách của họ. Cụ thể, các nhà nghiên cứu có thể xác định được một đặc điểm nhất định của những người tham gia dựa trên cách họ hành xử trong kịch bản thực tế ảo này. Chúng tôi có những khuôn mẫu hành vi tồn tại theo cách mọi người tương tác với nhau và cách họ xử lý vấn đề, cách họ giải câu đố cùng nhau, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể trích xuất nhiều thông tin như vậy. Và đó là những gì Jensen làm. Chúng tôi có thể trích xuất thông tin về cách người này có thể có xu hướng hành xử trong các môi trường tương tự khác, cách họ có xu hướng làm việc theo nhóm và lĩnh vực sức mạnh nào họ có thể có trong môi trường nhóm hoặc khủng hoảng. Không chỉ giúp khám phá tâm lý, với khả năng kiểm soát toàn bộ không gian ảo, nơi người dùng đang tham gia, công nghệ thực tế ảo được kỳ vọng sẽ có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách chữa trị các vấn đề tâm lý, nếu có, của người dùng.
ngành công nghiệp thực tế ảo vẫn cần có những bước tiến dài hơn trước khi hiện thực hóa tầm nhìn về một môi trường hoàn toàn cho phép người dùng nhập vai, tham gia vào nhiều cảm giác theo cách gần đúng với thực tế. Thế nhưng, không thể phủ nhận, trước mắt công nghệ này đã tạo ra những thay đổi lớn trong việc cung cấp sự tương tác, cảm giác thực tế cho người dùng trong thế giới ảo trong rất nhiều lĩnh vực. Rất nhiều người nói về thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, thường được ứng dụng trong lĩnh vực giải trí như game. Nhưng tôi nghĩ và tin tưởng còn rất nhiều lợi ích nữa nằm ở y học, giáo dục và trải nghiệm. Đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện về liệu pháp nhận thức chẳng hạn, như nếu bạn mắc chứng sợ nhện, thay vì phải dùng đến con nhện thật thì có thể sử dụng phương pháp mô phỏng khiến con nhện trở nên bớt đáng sợ hơn. Vì vậy, có nhiều cách mà chúng ta có thể sử dụng công nghệ thực tế ảo để tăng cường khả năng kết nối giữa con người và thế giới xung quanh. Với những tính năng ưu việt, công nghệ thực tế ảo đang trở thành một xu hướng phát triển của nền công nghệ nhân loại. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, hiện nay công nghệ này sẽ còn rất nhiều tiềm năng để ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội như giáo dục, y tế, nghệ thuật, thiết kế, giải trí, du lịch và cả mua sắm, giúp nâng cao tính kết nối và tương tác giữa con người với thế giới xung quanh, mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ và chân thực, giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và tiện ích hơn.